Rồi, chào hai bạn. Thôi, mình giới thiệu về mình đi. Em gái tên gì nè? Xin chào anh Quỳ Linh, xin chào chị Cát Tường. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trương Thị Thúy Duyên. Mình năm nay 25 tuổi. Mình đến từ Lâm Đồng. Hiện tại em là nhân viên kế toán tại công ty thiết bị y tế Trương Nhân ở quận Tân Bình. Rồi, bên đây tên Phận. À. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào quý khán giả, chào anh Linh và chào chị Cát Tường. Em xin giới thiệu là em tên Xuân Hùng, năm nay em 32 tuổi. Công việc hiện tại đang làm kỹ sư thiết kế xây dựng ở quận Nhất. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra ở Huế, nhưng mà 2 tuổi là vào Sài Gòn sống luôn tới giờ. Điểm mạnh, điểm yếu của Duyên là gì nè? Trước hết em xin nói điểm mạnh của em. Em là một người thẳng thắn, vui tính, có một chút ca hát. Ca hát được. Dạ. Bên cạnh điểm mạnh thì em cũng có một vài nhược điểm. Đó là cái tướng ngủ nó hơi xấu. Em ngủ sao em biết cái tướng em xấu? Em ngủ thì thấy mọi người ngủ ở chơi cùng phòng em nói lại không. À, người khác nói lại, có ai chụp hình em lại tướng không? Ai ngủ cũng xấu hết trơn á. Ngủ mà mình quay phim sáng mình coi thì á, thấy gớm luôn rồi đó. Khuyết điểm gì nữa không? Sợ chó. Sợ chó? Dạ. Ủa, có ăn thịt chó không? Nói thật là xưa thì em có ăn, nhưng mà lâu lắm rồi không ăn nên... Bởi vậy chó thấy nó sủa sợ nó phải rồi. Chó nó cắn nó đúng rồi. Bạn trai, khuyết điểm là gì? Nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Thôi anh không nghĩ em nóng tính đó nha. Dạ không, anh nhìn bề ngoài em được điềm đạm như vậy, nhưng mà cái nóng bên trong khó mà thấy được lắm. Nóng cỡ nào lại? Thường thường khi nóng á, em là người mà không có thể hiện ra, nhưng mà nó hay gọi là dồn nén bên trong á. À, không sao, nóng bên trong là làm cho nó mát thôi, sợ nó nổi mụn thôi chứ gì chứ. Có ưu điểm gì không? Thì ưu điểm đó em là người điềm đạm mà lúc nào cũng điềm tĩnh, mà thứ đúng hai rồi. Nữa là có lập trường, chơi thể thao được, chơi môn cầu lông, bơi lội, chạy bộ, khỏe. Bạn gái có thể thao gì không? Em cũng thích cầu lông. Cái giọng em gái khi khào 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 là hát hay lắm mà. Em hát bài hát cho nó vui. Hát tặng bạn trai em. Bài cho lấy không khí cho em. Em xin được hát một bài. Không biết bạn trai bên đó có thuộc bài này thì hát cùng em luôn nghe. Bài gì vậy em ạ? Mình yêu nhau đi. Anh nghe bài hát này, người khác hát cái anh nhịp theo, anh thấy anh thuộc anh rồi. Nhịp theo à. Bây giờ bạn gái hát rồi bạn trai biết thì mình nhịp theo nha. Đúng dạ. Rồi. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Dễ thương quá. Lãng mạn quá. Em xin hát tặng lại em gái một bài. Rồi, bài gì em? Lâu đài tình ái. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Rồi, được rồi, tốt rồi. Bây giờ mình chia sẻ một chút xíu về tình trường của mình đi. Trước giờ thì em có trải qua 2 mối tình. Mới nhất là khi em ở nhà đang chuẩn bị đi học cao đẳng, quen được khoảng 3 tháng gì đó, em xuống đây học thì thấy giống kiểu khoảng cách nó càng xa. Thì hai người bớt nói chuyện lại rồi, bây giờ thì anh đã có gia đình. Mối tình em dài thiệt á, cái 3 tháng. Vậy mời bạn trai chưa có gì sâu sắc hết. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em xin thưa với anh là từ nào tới giờ em chưa có một quyết định chính thức nào hết. Gì? Gì kỳ vậy? Thích con gái không? Dạ thích. Thích con trai không? Dạ. Trai mến thôi chứ không thích. Trai mến thôi chứ không thích. Coi phim tình cảm, có lúc nào mình nghĩ rằng mình sẽ yêu cô gái nào không? Em 20 mấy tuổi thì gọi là cũng có cái cảm xúc gọi là say nắng với vài cô thôi, nhưng mà cái đó thật sự nó không phải là cái tình. Thí dụ như giờ bạn được hung thì bạn có biết hung không? Dạ biết chứ chị. Chưa hung thử lần nào sao biết? Nhưng mà em chắc chắn là em làm được. Cái đó mà không làm được chắc trốn luôn á. Có ai nói em gì không? Cái vấn đề mà hồi nào giờ em chưa có một mối tình chính thức nào là vì sao? Hồi đi học á, chỉ biết cắm đầu học thôi, cũng ít đi chơi lắm. Rồi sau khi học, rồi xong khi học xong ra đi làm á, cắm đầu làm, cũng vào công ty chỉ biết làm việc thôi. Có nắm tay người con gái nào chưa? Nắm tay bạn bè, nắm tay bình thường, còn cái nắm tay tình cảm thì cũng có. Không có luôn. Dạ không. Nắm tay có cảm giác gì không? Em chưa nắm tay tình cảm ai bao giờ. Trời đất ơi, vậy là có túm lại là chưa có nụ hôn đúng không? Dạ chưa luôn. Hôn má có chưa? Dạ chưa. Trời đất nắm ơi. Nắm tay mà chưa có nắm thì hôn làm sao mà đâu ra. Khó tìm lắm. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào?
Em tới đây là để tìm vợ luôn chứ không phải tìm bạn gái. Rồi, em muốn tìm một người vợ như thế nào? Người vợ đó là mẫu người phụ nữ sống cho gia đình. Ngoại hình em không đặt nặng lắm, nhưng mà tính tình là thùy mị, nết na, hiểu và đồng cảm được với mình. Tại vì sao chị? Mình thương nhau á, thương thì phải hiểu được người đó. Khi mình hiểu được người đó thì mình cũng mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho người đó được. Đúng rồi. Tại vì mình nói mà mình thương người ta mà mình không hiểu được người đó thì không thể nào mang lại hạnh phúc, mà đôi khi mình còn đem lại phiền phức cho người ta nữa. Mà làm sao để hiểu được người ta? Thì mình phải đi chơi với nhau, tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn thì mới hiểu được nhau. Đúng rồi. Mọi thứ bạn đã chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Dạ, đầy đủ hết rồi. Về tâm lý, sự nghiệp, công việc, ổn định, nhà cửa có rồi. À, bạn chắc chắn là bạn sẽ hôn được đúng không? Dạ được. Ừ, lát tôi cho thử. Làm hoang mang quá. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7. Có 1m7. Thân hình tròn tròn một xíu, dễ thương. Có tròn. Rồi. Có dễ thương luôn. Hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Rồi. Có luôn. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Tập ca sĩ Hồ Trung Dũng là được rồi. Cái này trung bình được không? Không, anh này là trung hùng là được rồi. Đặc biệt là đồng cảm với em, có cùng sở thích với em. Sở thích của em. Em thích gì? Thích thể thao, đam mê thể thao. Rồi, này. Anh này chơi thể thao. Thích đi phượt nè. Thích đi phượt không? Dạ thích. Thích. Khi lâu lâu em bị stress công việc dẫn em đi chơi. Thích có dẫn cậu đi chơi không? Dạ, thích là em dẫn liền. Rồi, thấy rồi. Được rồi đó. Cái điều anh... gì em không thích nói lên nghe luôn. À, con trai quá bảo thủ. Có hơi bảo thủ tròn không? Thì được. Hơi nhưng mà chút. Sau này hồi xưa thì em vậy, nhưng mà sau này em nhận ra là cái gì mà nhiều người nói á thì mình phải thay đổi. Đúng rồi. Tại vì không thể nào mà nhiều người mà có cùng một quan điểm sai về mình được. Nói tóm lại, chàng trai bên đây là một trong những cái hiếm giờ đó ha. Nói chung là còn trinh trắng. Rinh 100% đó. Yên tâm, anh thấy bây giờ là hợp gần như 90% rồi đó. Trách nhiệm em hơi nặng đó. Hôm nay em đi với ai? À, dạ hôm nay em đi cùng chị gái và bạn cùng phòng với em. Em xin chào anh Kiều Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam cùng tham gia chương trình và chào tất cả các vị khán giả ở trường quay. Theo chị thấy, theo nhận xét cá nhân, chị thấy bạn Nam này cũng được. Chị hy vọng là sẽ có một người bạn đồng hành với Duyên để hứng chịu những cái đau của chị trong những trận chém gió. Rồi. Hùng đi với ai Hùng? Dạ, hôm nay em đi với chú ruột với mẹ. À, xin chào hai MC, Quỳ dạ. Vinh và là Cát Tường. Nói chung về ngoại hình, ok. Tính chắc hiền, dịu dàng. Tôi mong coi như là hai cháu cùng bấm nút để hẹn hò và coi như tìm hiểu nhau nhiều hơn. Muốn hỏi ý kiến mẹ chút xíu à? Dạ, cho mẹ cho ý kiến vài câu đi ạ. À. Em Duyên thì cũng được. Cô có muốn có cháu nội sớm không? 32 tuổi rồi thì cũng muốn chứ. Đó, hứa với mẹ gì đi Hùng. Cái đó không phải mẹ muốn mà là em cũng muốn. Em cũng muốn đúng không? Nhưng mà chỉ có điều là em chưa tìm được một cái người con gái mà có thể là đồng hành được với mình. Dạ, rồi chúng ta vỗ tay cầu mong những điều tốt đẹp cho cặp đôi này đi. Bây giờ kéo rào lên nha, cho hai bạn gặp nhau. Mở rào, bắt đầu. Dạ, chào anh. Món quà tặng. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cảm ơn em. Cảm ơn mà gì, cảm ơn. Dạ không, anh thông cảm là em làm công ty Nhật, các cái tác phong người Nhật khi chào em quen rồi. Arigato. Lần đầu tiên gặp mặt em có gì muốn hỏi anh? Nếu mà chúng ta quyết định tìm hiểu nhau thì anh có thể cùng em vượt qua mọi khó khăn phía trước không? Anh nghĩ là mình đàn ông thì mình đủ sức đó, đủ sức. Em cảm nhận cô gái thì như thế nào? Em cảm nhận tính cách đó thì đúng như là cái mẫu người bạn gái mà mình yêu cầu. Cái thời gian rảnh của em là vượt khung thời gian nào? Ban ngày thì em làm giờ hành chính, thường thường em sẽ rảnh vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật. À, anh thì cũng rảnh vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần, anh đi làm thứ hai thứ sáu. Dạ. Em có thích đi du lịch không? Rất thích luôn. Du lịch, đi dạo, dạ. Chơi thể thao, đó là những sở thích của anh á. Em nhìn bề ngoài thì anh có vẻ hiền, nhưng mà không biết trong bên trong anh có mạnh mẽ không. Bên trong thì thật sự anh là người nóng tính, nhưng mà cái nóng của anh á thường anh kìm bên trong. Ý cô hỏi bên trong bên có trong mạnh mình mẽ ngồi, không đó? Ngồi thẳng lưng lên em, mạnh mẽ lên coi. Ngồi đó. Đúng rồi. Không muốn khẳng định giới tính đó. À, bên trong mạnh mẽ hả? À, em là người mạnh mẽ. Anh có muốn mở món quà em tặng anh không? À, đúng rồi, coi quà tặng là gì. Anh mở. Dạ. Anh mở nha. Mở đi em, mở đi. Căng tay.
Dạ. Ủa sao lại tặng đôi bao tay, ý nghĩa gì? À, đi phượt bằng xe máy. Anh này đoán hay quá. Em tặng đôi găng tay này cho anh, nghĩa là muốn anh luôn bảo vệ em, cùng em đi hết những đoạn đường còn lại. Mang bao tay vô liền, mang bao tay vô liền. Rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bấm nút là hẹn hò để tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Còn không có cảm tình, không thấy thích, không rung động, không bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Trời. Cái gì? Em bấm em đó, không có vô. Em có bấm. À, em có bấm không? Có. Bấm sao không lên? Rung quá bấm chật. Trời ơi, rung quá bấm chật. Bấm là tôi mừng rồi. Rồi bây giờ nè, tay nè, đôi bao tay này nó sẽ đưa các bạn đi khắp mọi nẻo đường đất nước. Xin chị gái hôn nụ hôn đầu tiên. Để cho em xin phép. Không em. Nó xin mà người ta cho chị... chưa? Chị xin chưa thì cho... phải nhìn mặt chị cho chưa? Đó. Chị cho em xin phép không em? Đó, cho. Để nguyên hít vô. Giờ nè, anh gái hôn anh gái đi. No. Có hết chưa? Dạ rồi. Dạ chị ơi, bây giờ chị giới thiệu một số những cái thông tin cá nhân về bản thân mình nhé. À, dạ. Dạ. Cầm cái đưa mồm. Dạ. Mình sẽ trong cái CV được, trong cái lịch mình cũng ghi thông tin rõ. Mình có ghi mình thông tin lại nên mình đang là Ngô Hiền Quý. Thì sinh năm 1989, 31 tháng 1, 1989. Thì nhà là ngụ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung quê quán từ đó giờ là quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nay 33 tuổi. Lúc trước thì mình đã kinh qua các đi làm, thì nói chung là mình đó giờ là cơ quan chính nhà nước. Dạ. Nói chung là từng là cán bộ đoàn cho nên là cũng năng nổ nhiệt tình. Lớn luôn là cũng có khả năng tự tin giao tiếp để nói trước năm đâu. Nhưng có việc quay rồi nên chuyện này là chưa có quay. Dạ. Hiện tại thì chắc giới thiệu thêm trình độ á, mình cũng là thạc sĩ về kỹ thuật của ngành môi trường. Còn về sở thích thì nói chung là mình thích thì thứ nhất là thích đi du lịch, mà gọi du lịch bụi á, nói chung là cái hướng là về khám phá. Cái thứ hai là môn thể thao thì thích bắn súng hơn, chơi môn bắn súng của bắn hàng thật á. Cái gì đang bơi nhưng mà đạn thành hồ là không thích chơi lắm, nói chung là thích cũng là lạ. Dạ. Còn về quan điểm trong cuộc sống thì thứ nhất là sống thì mình phải, thứ nhất là mình có trách nhiệm với bản thân. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải có trung thực cả trong công việc cũng như là trong cái đời sống công việc này, cá nhân của mình đó, cũng phải đòi hỏi sự trung thực và nó có trách nhiệm. Dạ. Cho nên cái yêu cầu đó cho nên là hỏi một cái khi một người bạn á mà mình muốn kết thì cũng phải đầy đủ hội tụ được cái vấn đề đó. Dạ. Sơ bộ là như vậy. Trong chị đã trải qua hai mối tình này. Chị dạ. Kể sơ qua về hai mối tình đúng không? Xíu em có tình hợp gấp một phút. Dạ. Chị đã trải qua hai mối tình như thế nào ạ? Dạ, một mối tình đầu là thời đại học. Dạ, thời đại học cái này khoảng 7-8 năm, từ đại học tới thạc sĩ luôn. Dạ, sau khi làm thì khi mối tình thứ hai thì cũng khoảng 5-6 năm nữa.
Và trong thời gian từ tính chung là kết thúc rồi, nhưng mà trong cái thời gian đó thì cũng có một số đối tượng để tìm hiểu, cho nên ra là người ta thích mình nhưng mà mình không thích người ta. Cái mối tình đầu tiên từ đại học tới thạc sĩ sao chia tay ạ? Nói chung là khi càng ngày cái tính á, vì cái quan điểm cái sống á nó không phù hợp. Tại vì hai người làm môi trường khác nhau, một người làm tư nhân, một người thì làm cơ quan hành chính nhà nước, cho nên là cái tư tưởng, cái quan điểm nó khác nhau, cho nên là không thấy nó phù hợp. Dạ. Còn mối tình thứ hai là cái này là làm bên trong cũng cái anh này trong cơ quan hành chính nhà nước này, nhưng mà trong cơ quan. Dạ. Cũng được 5-6 năm nữa là lại không tới được ạ. Dạ. Tại sao vậy ạ? Nói chung khi thấy mà cũng do là khi tiếp xúc nhiều thì mình lại thấy là không phù hợp. Nhưng mà người hướng ngoại nhiều quá. Mình lại thích là cái mình lo về gia đình nhiều hơn. Còn cái gặp này thì lo cái chuyện công việc nhiều hơn, rất quan trọng công việc gia đình. Không phù hợp đúng không? Dạ. Okay. Xong rồi chị đã độc thân bao nhiêu lâu rồi? Chắc là 2-3 năm rồi, không có nhớ rồi. Thì trong đó là một số đối tượng thì cũng theo theo nhưng mà không phù hợp. Tại thấy cảm đó như lưu bạc cũng hơi nhậu nhiều. Hơi nhậu nhiều quá. Với lại một số có hợp nhãn của mình. Chị có yêu cầu về bạn trai như thế nào? Dạ có. Thứ nhất là vì theo cách thức của mình nha, là một số bạn bè mình phải phản hồi mình đó thì nhãn của mình là cái người mà rất là khó tính một chút. Tức nghĩa là mọi thứ gì nó phải cầu toàn. Cho nên là mình cũng muốn gặp bạn trai của mình thì cũng phải có, thứ nhất là về chỉnh chu. Chứ như là cao hơn mình cả cái bóng của người ta. Cái vấn đề là chiều cao hơn nó nữa. Cách nào? Chiều cao. Cao khoảng mấy mấy trở lên? Bao nhiêu nào? Nói chung là 6 mấy trở lên. Còn đây bao nhiêu mấy? Còn cái về trình độ nữa. Bao nhiêu nào? Trình độ thì cũng phải tương đương hoặc là trở lên. Vâng, chị nói là chị là nhân viên nhà nước, hành chính nhà nước đúng không? Dạ đúng rồi. Trình độ tương đương rồi. Nhưng là cái cách suy nghĩ thì nó phải có đây, nó phải chính chắn. Rồi, cái suy nghĩ chính chắn. Dạ. Dạ rồi. Nếu mà được thì nếu mà trong quân đội thì càng tốt. Tại vì thấy cái quân đội á, mình tiếp xúc một số đó mà. Nhưng mà quân đội thấy cái nề nếp á. Nhưng lại cái khả năng tự lập ngoài nam mà biết nấu cơm, biết làm mọi thứ thì kia lòng. Còn điểm gì đó không? Hồi xưa mình còn có cái chỉ tiêu nó hơi cao, còn chờ, nói chung là mình cũng nếu mà không phải trong quân đội ngoài cũng được, mình chỉ nói là nếu như được, còn không được thì thôi bên ngoài cũng được, nhưng mà quan trọng là suy nghĩ chính xác. Suy nghĩ chính xác. Dạ. Thì mới tương đồng nó nói chuyện được, chứ không tương đồng không nói chuyện được, khác là mỗi người đi ngứa luôn. Điều gì chị không thích ở đàn ông? Trường rõ ràng. Thứ hai là nói chung là đàn ông đừng có gì phụ thuộc cái gì cũng ba mẹ. Họ ra hỏi ý kiến mà thấy để hỏi mẹ, để hỏi ba. Còn cái đó là mình không thích vấn đề đó. Thì lớn là cũng phải có cái khả năng tự lập. Quan điểm của mình là mình không thích làm dâu. Thế thôi đúng không ạ? Dạ. Về có yêu cầu đặc biệt gì về ngoại hình không? Không thích này kia thôi. Nói chung là ngoại hình thì mình cũng nói chung là mình thấy mình cũng không phải quá đẹp. Mình cũng không hỏi hỏi người ta là quá đẹp. Quan trọng là ưa nhìn. Và quan trọng hơn nữa là mình cảm thấy cái người đó hợp nhãn với mình. Ai thì cũng phải có cái gu đó. Ví dụ như có người đó đẹp nhưng không phải cái gu của mình thì mình cũng không thích. Dạ, ví dụ như vậy. Dạ. Chị muốn bạn trai ở đâu? Vị trí địa lý như thế nào? Thank you.
Rồi, ok, em cảm ơn chị nhé. Nếu ghép cảnh mà có bà hồ sơ là phù hợp thì bên chương trình sẽ liên hệ thông báo với chị xong làm được đúng với chị kia không? Dạ. Ồn quá vậy? Dạ rồi. Để xác micro trên người nha chị. Dạ, chị nói chuyện dạ đúng rồi. Ok ok, cái đó mình được. Được rồi, được rồi, không. Cứ nói thôi, cứ nói thôi. Nó sẽ không vô đây chị, dạ. Ok chị ơi. Hiện tại là mình đang làm nghiệp gì hả chị? Nhân viên bán thuốc. Chị bán ở đâu hả? Bình Chánh. Ở Bình Chánh. Chị gọi em xíu. Mình bán thuốc là bán thuốc cho nhà mình hay là mình tư nhân bán tư nhân được hả chị? Là mình bán cho nhà thuốc nào chị ha? Ở nhà thuốc Kim Long. Dạ. Thì thu nhập một tháng của mình tầm khoảng bao nhiêu chị? Dạ 8 triệu. Quê của mình là ở Bạc Liêu. Là hiện tại là mình đang ở phố Chí Minh, là ở với gia đình luôn hả chị? Dạ dạ. Chị thoải mái lên không có sao hết nha. Dạ. Chị rồi chị lên sân khấu được không? Tự tin lên sân khấu chưa? Chiều đi làm. Dạ. Chiều còn đi làm. Ý là em hỏi chị là chị có tự tin lên sân khấu hay không á? À chưa biết lên đâu. Chưa lên lần nào. Lên đi không sao hết, tại vì có hai MC cho nên là chị cứ yên tâm ha. Dạ rồi. Chị có ưu điểm nhược điểm gì chị tự giới thiệu về bản thân của chị đi. Ưu điểm nhược